xin giới thiệu được cùng các bạn là cái xưởng mà chúng tôi đã mài cái cọc đá Dược Kỳ, để cho chúng ta thấy cái quy trình mà mài một cái cục đá là cái công phu cỡ nào, và đồng thời để chúng ta phân biệt rằng là đá này là do là bàn tay của nghệ nhân là mài từ bằng cái bàn tay, chứ không phải là những cái loại đá làm bằng công nghiệp, tức là mài bằng cái là họ dùng cái bột đá xay và ép thành cái đá. Thì xin mời mọi người ghé thăm xem coi những cái cục đá, tảng đá to mà sẽ cắt ra từ cái cục đá cho đến cái công đoạn mài từ cái tảng đó ta đá to lên cái những cái cục đá mà cặp đá Dược Kỳ mà để chúng ta đang sử dụng để chườm đá nóng ở Dược Kỳ. Đây là những cái cục đá mà ba gian là to như thế này, và người ta sẽ cắt ra từng là ra mảnh nhỏ. Để chúng ta nhìn cái đá đi. Rất là đây, to. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tảng đá to như thế này, rồi đây mà mài ra cái thành cục đá nhỏ. Và đây là những cái cục đá của nó, là chúng ta khi khai thác lên to từng tảng bự như này, rồi bắt đầu chúng ta mới cắt ra là lớp một lớp mỏng rồi chúng ta xếp lại. Ở đây mọi người thấy đây là cái cục đá mà to đã được lên để lên cái bàn cưa, và chúng ta sẽ cưa ra là như thế này. Và mọi người có thể nhìn thấy cái đường lần là mài như thế, phải có nước như thế này và mới cục đá nó mới đứt được. Đấy, đó rồi. Để bắt đầu đưa cái lưỡi cưa xuống và sẽ bật điện. Và chúng ta nhìn coi cái đá. Đến cái lúc mà chúng ta sẽ cắt ra từng đoạn như thế này, và khi cắt đoạn xong rồi thì mọi người sẽ chú ý thấy chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn như thế này để cắt tròn nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi bước tiếp một công đoạn nữa là sẽ cắt ra cho nó cái hình dạng như vậy, là chúng ta sẽ thấy rất là công phu, và chúng ta phải cắt những đoạn như thế này để ra được cái cục đá mà để cái hình dạng mà tròn như vậy. Từ đó chúng ta sẽ tiếp tục đến là phải mài cho nó lẳn hết tròn cái này, thì giống như cái cục này nè, chúng ta nhìn thấy ha, rồi phải mài tròn như thế này, rồi phải cắt đều những cái góc cạnh như thế này thì mới ra được cái cục đá. Rồi tiếp đến là sẽ mọi người nhìn đây ha, là chúng ta sẽ mài như vậy nè, thì phải cắt hết như vậy là tròn thì như vậy, để trước khi mà để thành một cái cục đá thành phẩm. Dớt những cái cạnh này á, mọi người nhìn thấy nè, dớt những cái cạnh như thế này để cho cái cục đá nó có một cái hình dạng của cái cục đá mà chúng ta, cái cặp đá Dược Kỳ mà chúng ta làm á, thì chúng ta sẽ phải cắt gọn vậy rồi bắt đầu mới tiếp một cái quy trình kế tiếp nữa. Gì là nãy là còn cạnh, nhưng bây giờ chúng ta lại tiếp tục mài nữa để sát lên cho mọi người thấy nè, là khi mà mài sát nữa thì những cái cạnh này không còn nữa và nó trở nên tròn trịa, và chúng ta thấy cái viên đá bắt đầu hình thành rồi. Để hai cục đó đặt vào một cái máy, và cái máy sẽ chúng ta sẽ đánh cho nó đều hết. Bây giờ nó láng hết rồi nè, nó láng hết rồi, nó không còn cái liền lạc, nó không còn cái góc cạnh gì hết. Nhìn kỹ ở trong đây á, đây là cái máy mà nước thì bơm vô đây, và chúng ta có một cái chỗ để đánh để cho nó đều mặt như thế này, và chúng ta xem đây rất là công phu để mà được cái cục đá cặp đá Dược Kỳ. Cặp đá này là nó gần cái thành phẩm rồi, bởi vì chúng ta qua một cái công đoạn nữa là làm cái đánh bóng và cái cục đá là bắt đầu tương đối rồi đó. Ta nhìn thấy cái cục đá bây giờ nó liền lạc hết rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy cái máy đánh này nó tiếp tục lần nữa. Chúng ta thấy đây là một cái bàn chảo như thế này nè, và đặt vô đây để đánh đây mà cái viên đá nó trở nên là liền lạc như thế này, để mà cái cục đá chúng ta có thể mà để sử dụng. Thì chúng ta sẽ thấy là những viên đá bắt đầu là chúng ta để khô rồi, chúng ta sẽ lau sạch sẽ cái cục đá, là coi như là viên đá này đã trở thành là viên đá thành phẩm rồi. Và như vậy chúng ta có cái cặp đá Dược Kỳ để mà sử dụng. Chúng ta thấy đây là những cái đá thành phẩm hết rồi nè,
Thì như vậy từ một cái công đoạn ban đầu, những cái tảng đá to và chúng ta cắt rồi mài rồi dũa như vậy để đỡ được có những cái cục đá đẹp như thế này. Rất mong là mọi người sẽ có điều mỗi người có một cặp để mà giúp cho bản thân mình và cho người thân thấy. Và mọi người thấy là không phải là lúc nào là cái công việc chúng ta làm là cũng bằng là suôn sẻ hết. Mọi người thấy đây, cả một cái đống đá là sau khi mà lựa ra mà loại trừ hết rồi để được có những cái viên đá tốt, thì đây là những cái viên đá mà có cái dấu thẹo hoặc là chút xíu nứt là ta đã bỏ lại một đống như thế này. Chúng ta thấy như vậy là rất là công phu, nhìn sơ những cái máy móc thiết bị mà những nghệ nhân là mài đá ở trong cái cặp đá dịp kia sẽ làm như thế này. Đây chúng ta thấy một cái xưởng là rất là thủ công, và mọi người phải mài từ bằng tay để mà đi được cái viên đá mà chúng ta sử dụng. Chúng ta thấy đây này, thấy không? Là những cái đá phải cắt như thế này. Và mọi người nhìn đây là những cái đá mà sau khi mà mài xong rồi đó, mà cắt rồi xong mà chúng ta đuôi thừa đít thẹo gì đó, mà bây giờ bỏ lên cái đống đá như thế này, thấy không? Là phải nói là để được một cái cặp đá diều kỳ chúng ta phải tốn rất là nhiều công phu. Mọi người xem đây, những cái đá mà đã loại trừ ra đó mà bỏ ra đó, mà bỏ lên như vậy, mọi người thấy là bao nhiêu cái công lao ha, bao nhiêu cái sức lực, nhưng mà cuối cùng cũng phải bỏ hết vì những cái đá này là không có đúng cái tiêu chuẩn, bắt buộc phải là bỏ như thế. Và đây là những cái đống đá mà mọi người thấy là vì cắt nhỏ ra đó rồi là loại ra không biết bao nhiêu mà nói, thấy không? Hốt đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.